Kính chào quý vị đến với hồ sơ vụ án trên kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, không chỉ được các phạm nhân xem là ngôi nhà bất xuất một khi xui xẻo bị giam giữ, một trại giam ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh còn nổi tiếng bởi nhiều lời đồn đại. Có một truyền thuyết khá ly kỳ về nơi đây được truyền miệng ra ngoài là hầu như năm nào trong khuôn viên của trại đều bị sét đánh. Và sau khi trại bị sét đánh thì bao giờ cũng có một hay nhiều hơn một cán bộ qua đời vì rất nhiều lý do. Quý vị có tin vào điều này hay không? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. May mắn được gặp Thượng tá Nguyễn Văn Cao, người có 16 năm gắn bó với khám Chí Hòa, để tìm nghe ông kể chuyện. Thật bất ngờ, ông nói nơi bị sét đánh nhiều nhất chính là tòa nhà đặc biệt quan trọng. Đó chính là tòa nhà hình bát giác, nơi giam giữ hàng ngàn phạm nhân. Toàn bộ khu nhà giam rộng 7 hecta, trại giam Chí Hòa, có tên thường gọi là khám Chí Hòa, được Pháp xây từ năm 1943 do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng với lối kiến trúc rất đặc biệt, theo ngũ hành bát quái. Trại giam cao 3 tầng, có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc ABCDEFGH, tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Cũng có người thì cho là kiến trúc này dựa trên bát trận đồ của Khổng Minh. Với lối kiến trúc độc đáo, vừa mang những đặc trưng cơ bản của kiến trúc Pháp, kiên cố, kín đáo, mát mẻ, vừa mang nét huyền bí âm dương ngũ hành của phương Đông. Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng thì xây bịt kín ở phía ngoài, phía trong thì lại toàn song sắt. Chí Hòa chỉ có một cửa vào, người ta gọi đó là cửa tử. Qua cửa đó là hệ thống đường hầm, đường đi bên trong đều thiết kế theo cung vị. Nếu không có người hướng dẫn, thì một người đi vào đó sẽ mất hết phương hướng, giống như là lọt vào một mê cung đồ không thấy đường ra. Chính giữa hình bát quái đồ là một sân rộng cũng hình bát giác, chia thành 8 khu hình tam giác nhỏ, với rất nhiều cây cối, bãi cỏ sạch sẽ và thoáng mát. Ngay tâm của hình bát quái có một đài bơm nước, với một đoạn là bể nước phình to nhìn từ trên cao, có hình một cây kiếm cắm thẳng xuống đất, có tên là Tru Tiền Kiếm. Người ta đồn rằng đây là thanh kiếm trấn những tên tội phạm, dù có xảo quyệt đến đâu thì khi bước vào đây, mọi thủ đoạn của chúng cũng bị thanh kiếm linh này hóa giải. Thanh kiếm này chính là trái tim của tòa nhà. Nếu thanh kiếm này bị nhổ lên thì toàn bộ trận đồ không cần phá mà sẽ tự vỡ. Người ta nói những ai từng vào đều có cảm giác rờn rợn, âm u uất, lạnh toát cả sống lưng. Người ta cũng đồn rằng ông trời liên tiếp làm sấm sét như muốn đánh bể một góc khai một cửa sành cho âm khí được thoát ra ngoài. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, chính Tổng thống ủy quyền Ngô Đình Diệm cũng tin chuyện này là có thật, nên đã rước một thầy địa lý rất cao tay về để hóa giải một phần trận đồ này. Một trong 8 nóc nhà của hình bát giác đã được san bằng, phá vỡ tính hoàn hảo của bát quái, thuận theo thiên ý mở một cửa sành cho các linh hồn được bay đi. Trong khuôn viên của trại còn có một nhà thờ rất linh thiêng. Ngày nay nó được sử dụng làm hội trường của trại, được người Pháp cho xây dựng để làm lễ rửa tội cho những người tù sẽ bị xử tử. Bởi trong văn hóa tín ngưỡng của phương Tây, khi sống con người ta dù phạm rất nhiều tội lỗi, nhưng khi mất đi, nếu người đó biết ăn năn sám hối và được làm nghi lễ rửa tội cho, thì linh hồn của người đó vẫn có thể được lên thiên đàng. Xung quanh nhà thờ này cũng có rất nhiều điều huyền bí được kể lại bởi chính các cán bộ trong trại giam. Về kiến trúc nhà thờ được xây theo hình Giê-xu trên cây thập giá, cửa vào chính là chân, hai nhà nguyện chính là hai cánh tay bị đóng đinh đang dang rộng. Bàn thờ nơi cung thánh chính là phần đầu của Chúa. Dù chiến tranh đã đi qua rất lâu, nhưng nhà thờ này vẫn cứ nằm sừng sững trong khuôn viên của trại. Cho đến những năm 90, vị phó giám đốc mới được cử về công tác trong trại. Một người không tin vào những lời đồn thổi nhảm nhí từ xưa tới nay, đã cho sửa nhà thờ thành hội trường, nơi diễn ra hội họp, hội nghị của trại. Nơi được người ta sửa chữa đầu tiên chính là cửa vào, đó là vị trí chân Chúa. Người ta phá đi cửa cũ, mở một cái cửa đại hội và hội trường. Thế nhưng, việc sửa chữa chỉ mới được bắt đầu thì một sự cố lớn đã xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp có 5 đến 6 cán bộ công tác trong trại bị thiệt mạng vì những lý do bất ngờ. Có thể là tai nạn, hay là do vũ khí nóng tự cướp cò, hoặc cũng có thể là do đột tử không rõ nguyên nhân. Nhiều người nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Song vào lúc đó, sự hoang mang đã bao trùm toàn trại. Vị tân phó giám đốc thật sự dao động, và cuối cùng ông ta đã quyết định sửa lại ngôi nhà như thiết kế ban đầu, thuê thầy về cúng để giải hạn. Bằng hành động đó, điều kỳ diệu cũng đã xảy ra.
những vụ ra đi bất đắc kỳ tử cũng đã dừng lại hầu như ngay lập tức. Chính vì lối kiến trúc độc đáo đó mà hầu như tất cả các phạm nhân đều an phận chờ ngày mãn án. Nhưng cũng vì vậy mà họ không ngừng tìm kiếm cách liên lạc với nhau bằng những mật mã riêng, hay là tự tìm cho mình thú vui lúc nhàn rỗi để giết thời gian. Thượng tá Nguyễn Văn Cao kể lại, khoảng trước năm 2002, một phạm nhân của Chí Hòa chẳng hiểu vì sao mà cứ bắt được con chuột mới sinh đã giữ rịt riêng bên mình. Anh ta tỉ mỉ chăm sóc chúng, san sẻ phần cơm cùng chú tới lúc chú lớn bằng cái bắp chân thì mới bị cán bộ trại phát hiện ra. Nhân chuyện này, quản giáo cũng rất bất ngờ khi phát hiện các phạm nhân ở các buồng giam khác nhau có thể chuyển đồ đạc, thức ăn cho nhau. Khi tra hỏi trưởng buồng, một số thì lại cho biết hàng đêm thường thấy có một bóng người cứ đi qua đi lại trong đường hầm mang thức ăn cho họ cứ như hồn ma vậy. Tất nhiên là cán bộ không tin điều này. Tiếp tục điều tra thì được một trưởng buồng giam tiết lộ hồn ma trên chính là người và hiện là nhân khẩu của phòng mình. Vốn dĩ phạm nhân này có thể rong chơi từ buồng này sang buồng khác một cách dễ dàng như vậy là nhờ cái biệt tài chui qua các song sắt trong phòng giam. Điều kinh ngạc là các song sắt trong trại giam rất lớn, khoảng cách giữa chúng nhỏ ở cửa sổ. Để chứng thực, quản giáo đã đề nghị phạm nhân đó thử làm lại, thế nhưng hắn không chịu nhận do sợ bị kỷ luật. Sau khi hứa sẽ bỏ qua chuyện này và thưởng cho cơm thịt, thì gã từ từ tiến lại song sắt, uốn mình một cách điều nghệ. Trong một tích tắc, hắn đã đặt chân ra ngoài phòng giam. Sau đó lãnh đạo trại giam đã quyết định cứ 50cm lại cho gắn thêm những thanh sắt ngang đề phòng những phạm nhân có tài làm xiếc như vậy. Đó chưa phải là pha bi hài nhất trong trại. Thường thì buổi chiều sau giờ làm, cán bộ hay tổ chức đánh bóng chuyền, đá bóng, quần áo cởi ra treo luôn trên hàng rào cho tiện. Vào ngày đó thì có một phạm nhân trốn được ra ngoài phòng. Hắn nhẹ nhàng đi lại hàng rào, lén lấy bộ đồ quân phục để mặc vào. Khi lục trong túi phát hiện có chìa khóa xe máy, hắn đã ung dung lấy xe sát ra ngoài. Thấy đồng nghiệp bỗng nhiên về sớm hơn thường lệ, một người lính gác đã ngạc nhiên hỏi rằng: "Anh không đánh bóng chuyền nữa hay sao mà về sớm vậy?" Hắn trả lời: "Thể thao gì chú, về với vợ con, kèo nó la trò thì chết." Rồi hắn lên xe phóng cái vèo đi. Đánh bóng xong, người cán bộ bỗng tá hỏa khi phát hiện quần áo mình đã bị đánh cắp, chiếc xe cũng không cánh mà bay. Ngay lập tức, anh biết có phạm nhân đã trốn trại, lập tức bùa vây truy tìm. Và cũng đúng như truyền thuyết bất xuất của trại, họ đã nhanh chóng tìm thấy xe của kẻ trộm trong một tiệm xe máy cách trại giam không xa khi gã này đang bán xe. Ngoài những quái chiêu trên, các phạm nhân còn có cái biệt tài là truyền tin cực độc. Do cấu trúc bát giác, các phòng giam đối mặt với nhau thành những vòng tròn rất lớn nhưng rất riêng biệt để tránh sự trao đổi thông tin giữa các phạm nhân. Tuy nhiên những người này vẫn có thể trò chuyện, chuyển thông tin cho nhau bằng một cách thức liên lạc riêng, độc nhất vô nhị. Mỗi khi trời tối, khắp các phòng giam đều lóe lên những tia chớp nhấp nháy, dạ quang chiếu từ phòng này sang phòng khác. Theo cán bộ Cao, mỗi ánh sáng là một thông tin riêng, nghiêng bên này là câu chuyện này, nghiêng bên kia lại là một thông tin hoàn toàn khác, được các tù nhân quy ước bí mật với nhau. Suốt 16 năm gắn bó với trại, ông Cao được một số phạm nhân bật mí quy luật nhưng lại khá rối rắm. Dù đã cố gắng học, nhưng đến lúc nghỉ hưu, ông vẫn không tài nào thuộc được điều này. Thưa quý vị và các bạn, chuyện âm khí, oan khí, chuyện sét đánh hay có người chết bất thường trong câu chuyện trên chưa được kiểm nghiệm là đúng hay sai, có thật hay chỉ là lời đồn thổi. Tuy nhiên, như các cụ đã nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, ở nơi mà sự sống và án tử diễn ra từng giây, từng phút. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.